Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, đón nhận sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng năng động, thay đổi cách nghĩ cách làm, chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, ghi nhận tại huyện Văn Bàn. 3 năm trước, gia đình chị Làng Thị Quê thuộc diện hộ nghèo ở bản Nòng, xã Khánh Yên Thượng do chồng con đau yếu liên miên. Được chính quyền xã tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi, lại tư vấn cho chị cách thức đầu tư để nguồn vốn hiệu quả, chị Quê đã phát triển mô hình nuôi lợn nái sinh sản. Tiếp đó, chị mở cửa hàng may thổ cẩm, trang phục của người Tày ngay tại nhà. Qua từng năm, gia đình chị vơi bớt khó khăn và đã thoát nghèo bền vững. Được nghe tuyên truyền của nhà nước về cách giảm nghèo bền vững thì gia đình tôi cũng là một người dân. Thì tôi cũng làm các mô hình như chăn nuôi lợn, nuôi gà, nuôi ngan để phát triển thêm kinh tế, tạo được nguồn thu nhập và con cái học hành sẽ không khó khăn nhiều. Qua quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì cũng đã được lan tỏa cũng như là có các cái hiệu quả cụ thể, là các hộ thoát nghèo cũng đã nhận thức được cái việc mà mình chủ động thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế xã hội, làm giàu chính đáng. Để nhân dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế, huyện Văn Bàn xác định rõ nguyên nhân đói nghèo, nắm bắt cụ thể mong muốn, nguyện vọng chính đáng của từng hộ nghèo. Từ đó chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách, ưu tiên thực hiện các hình thức hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm hộ nghèo. Từ cái việc triển khai tốt các cái chương trình, các dự án, các cái đề án về phát triển kinh tế xã hội, nhất là những cái chương trình mà liên quan đến người nghèo và những người mới thoát nghèo. Người mới thoát nghèo để làm sao người ta thoát nghèo bền vững. Thì ví dụ như là triển khai thực hiện có hiệu quả các cái chương trình về hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi. Thế rồi là tạo điều kiện cho người nghèo rồi người mới thoát nghèo ấy, là được tiếp cận các cái nguồn vốn. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại dần được xóa bỏ. Các hộ nghèo, cận nghèo đã ý thức vươn lên thoát nghèo, chủ động đăng ký lộ trình, phấn đấu thoát nghèo, viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo khi đủ điều kiện. Vì vậy, đến hết tháng 11 năm 2023, huyện Văn Bàn đã có 893 hộ thoát nghèo, đưa số hộ nghèo trên địa bàn giảm mạnh. Toàn huyện giờ còn 2.265 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,04% tổng số hộ.